Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối ngày mùng 2 Tết, tức ngày 13 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 vừa qua là một năm đầy khó khăn thách thức bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động bám sát sự chỉ đạo điều hành và cụ thể hóa thành chương trình hành động, linh hoạt trong từng thời điểm để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, kính mời quý vị và các bạn khán giả cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên trong năm 2020. Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây chính là điều kiện thuận lợi để tỉnh Điện Biên khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Qua đánh giá, tổng sản phẩm GRDP đạt trên 11.765 tỷ đồng, tăng 1,83% so với năm 2019. Tổng sản lượng lương thực đạt 268.102 tấn, tăng trên 1% so với năm 2019. Chúng ta thực hiện được, hoàn thành được mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả và đảm bảo được tốc độ tăng trưởng kinh tế dương. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2020 của tỉnh ước đạt 1,82% so với năm 2019. Thứ hai là các cái chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh đều đạt được cái tốc độ tăng so với năm 2019. Trong đó nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,46%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 23,7% và cái tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Điện Biên thì cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn thì đạt dự toán được Trung ương giao. Điểm nổi bật thứ ba đó là thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đã thu được những kết quả rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta đã thu hút được các doanh nghiệp có tiềm lực vào khai thác tiềm năng để phát triển mạnh cái diện tích cây mắc ca, đã hình thành được các chuỗi liên kết trong sản xuất và chế biến nông lâm sản. Và chương trình xây dựng nông thôn mới thì có rất là nhiều kết quả nổi bật. Bộ mặt nông thôn thì có nhiều đổi thay. Điểm mấu chốt làm nên thành công trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2020 chính là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm dành nhiều chương trình dự án và các chính sách đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Thông qua các chương trình dự án đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhà nước đã hỗ trợ cái đường bê tông và bây giờ là nhân dân ở cái bản này thì cũng được sung sướng. Sau này thì nó là chuyển hướng về với trồng cà phê nữa thì từ bây giờ thì cái sinh sống của nhân dân cái bản này thì với đa số là nó cũng đủ ăn rồi. Thế bây giờ là cái dân bản này là cũng đa số là cái số đứa đàn nghèo thì cũng tiểu đối khá một tí. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn gần 30%, giảm 3,12% so với năm 2019. Trong đó, các huyện 30A giảm trên 5%. Có được những kết quả đó là sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành để giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động phát triển sản xuất. Đặc biệt là chương trình làm nhà cho 1.700 hộ nghèo tại hai huyện Mường Nhé và Nậm Pồ do Bộ Công an phát động. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng ngày càng vững chắc, phên rậu, nơi cực Tây của Tổ quốc. Khi có nhà mới thì vừa giờ chúng tôi không sợ mưa dồ vào, không sợ gió đến mưa vào nữa. Và vừa giờ chúng tôi có nhà mới, Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho chúng tôi một cái nhà mới. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm để chúng hai vợ chồng chúng tôi. Do thì chúng tôi sẽ cố gắng làm phát triển và phấn đấu sau đó giảm nghèo. Được sự hỗ trợ của Bộ Công an và tài trợ kinh phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì huyện đã hoàn thành 600 xây dựng mới và sửa chữa 613 nhà. Đấy, trong cái điều kiện là thời gian rất là ngắn và thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng huyện đã hoàn thành xuất sắc các cái nội dung này.
với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Điện Biên đã và đang khởi sắc từng ngày. Dáng dấp của một thành phố trẻ năng động, đầy tiềm năng đang hiện hữu ngày càng rõ nét. Bước sang năm 2021, trong không khí của một mùa xuân mới, đặc biệt là thành công Đại hội 13 của Đảng, Điện Biên xác định phải tập trung huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định chính trị và trật tự xã hội, phấn đấu hoàn thành và đạt so với nghị quyết, từ đó tạo tiền đề để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021-2025. Những ngày này, cùng với các cấp, các ngành đang nỗ lực khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Tại các tuyến biên giới Nậm Pồ, lực lượng bộ đội biên phòng vẫn kiên trì bám chốt, trực chiến ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập từ ngoại biên vào địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại mốc 66 thuộc bản Đề Pua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sipa Phìn đã phát hiện bắt giữ 4 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Cả 4 trường hợp này đều là lao động trái phép từ Lào về quê ăn Tết, trốn cách ly. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đồn biên phòng Sipa Phìn đã bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ đưa các đối tượng đi cách ly theo quy định. Thực hiện cái sự chỉ huy chỉ đạo của chỉ huy đơn vị, thì các cái tổ chốt chặn phòng chống COVID-19 của đồn biên phòng Sipa Phìn, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên thì thường xuyên túc trực 24/24 giờ. Thế thì về biên chế, hiện tại tổ chốt chúng tôi có 3 đồng chí cán bộ bộ đội biên phòng và 2 đồng chí dân quân, thì sẽ quay vòng cắt gác để trực ứng trực 24/24 giờ, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này, thì chúng tôi đảm bảo về quân số trực cũng như là đảm bảo cái quy trình khép kín đường biên để kịp thời ngăn chặn các cái đối tượng là có khả năng dự báo trong thời gian tới là về từ biên kia biên giới xuất nhập cảnh trái phép, để kịp thời ngăn chặn phòng chống cái sự lây lan của dịch COVID. Thì qua cái công tác tuần tra kiểm soát, thì ngày hôm qua 27/1/2021, đồn biên phòng chúng tôi cũng đã phát hiện kịp thời và bắt giữ 4 trường hợp có cái hành vi nhập cảnh trái phép từ nước bạn Lào sang Việt Nam. Đồn biên phòng Sipa Phìn có nhiệm vụ quản lý trên 37 km đường biên, 13 mốc quốc giới trên địa bàn 3 xã Sipa Phìn, Phìn Hồ và Trà Nưa. Những ngày gần đây, mưa như chút nước càng khiến những con đường tuần tra kiểm soát phòng chống COVID-19 khó khăn, vất vả bội phần. Nhưng những khó khăn gian khổ ấy vẫn không chùn bước chân của những người lính biên phòng. Với các anh, đêm cũng như ngày, hay bất kể trong mọi điều kiện thời tiết nào, những người lính biên phòng trực chiến tại các chốt chống dịch vẫn tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực đường mòn để kịp thời phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo không để dịch bệnh xâm nhập ngay từ cửa ngõ biên cương. Cứ tình địa bàn, lực lượng cái lượng người dân về địa bàn ăn Tết rất là nhiều. Thì họ, cái mục đích của họ thì cũng là chỉ là để trốn cách ly, trải qua các cái đi qua các con đường mòn mà địa bàn đơn vị quản lý. Thì đơn vị đã, thứ nhất là đã quán triệt toàn thể cán bộ chiến sĩ về cái nhiệm vụ phòng chống COVID trong thời gian Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đã triển khai 4 tổ siết chặt các đường mòn nối mở trên địa bàn đơn vị quản lý. Trực tiếp là có 3 tổ cố định, 1 tổ lực lượng, tổng quân số là 17 đồng chí. Phối hợp với lực lượng dân quân. Hiện tại bây giờ là cũng đơn vị phối hợp với lực lượng dân quân của 3 xã đã triển khai 6 đồng chí để tăng cường lực lượng các cái tổ chốt trên biên giới. Thứ ba là cũng xác định là đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đơn vị cũng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Thứ hai là đảm bảo cái cơ sở vật chất cho cán bộ chiến sĩ các tổ chốt để đảm bảo điều kiện tốt nhất để cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ giao. Huyện Nậm Pồ có trên 127 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào và 42 mốc quốc giới. Địa bàn quản lý rộng, nhiều đường mòn, trong khi lực lượng cán bộ chiến sĩ mỏng càng khiến cho nhiệm vụ chống dịch COVID-19 càng thêm khó khăn. Trong khi nội địa, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tại tuyến biên giới, tình hình xuất nhập cảnh trái phép cũng diễn biến phức tạp hơn. Thực hiện nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vừa tham gia tích cực hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Tết này, lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới Nậm Pồ đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ trên các tổ chốt chống dịch để bảo vệ biên giới, kịp thời ngăn chặn các vụ xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi Tết đến xuân về lại là dịp để các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội thể hiện sự biết ơn đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tết Tân Sửu 2021 này,
cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh Điện Biên đã có nhiều việc làm thiết thực, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, góp phần mang niềm vui, sự ấm áp đến với các gia đình trong mùa xuân mới. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, gia đình chính sách nào trên địa bàn tỉnh cũng rộn ràng ấm áp hơn khi được đón các đoàn của tỉnh và địa phương đến thăm chúc Tết, động viên và trao những món quà đầy ý nghĩa, thắm đượm tình người, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan đoàn thể đối với các gia đình chính sách, người có công. Tôi rất là phấn khởi, một trong những người có công với cách mạng. Tôi đi Tân Sửu về dịp lễ, dịp Tết, thì được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, thị trấn, cùng các ban ngành đoàn thể là tới thăm hỏi và động viên, thì gia đình cũng là rất là cảm ơn. Nói chung là một đảng viên thì cũng tuy rằng cao tuổi cũng hứa là cái là luôn luôn là làm theo cái đường lối chính sách của đảng và pháp luật nhà nước, luôn luôn động viên con cháu và hàng xóm láng giềng thì cái là đoàn kết. Điện Biên hiện có gần 1.200 đối tượng người có công và thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trên 14.300 người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần. Xác định công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị mà còn là nghĩa cử cao đẹp. Do vậy hàng năm, mỗi khi Tết đến, các hoạt động này luôn được các địa phương, các tổ chức chính trị quan tâm thực hiện nhằm mang đến các hộ gia đình thêm niềm vui trong cuộc sống. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã như vậy kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành các cái văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện như vậy là nhằm đảm bảo cho mọi người dân đều có Tết. Đấy. Với cái Tết là đủ đầy, vui vẻ và đầm ấm. Rồi làm tốt các cái công tác vận động xã hội hóa của các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm để cùng với các cái chính sách của trung ương, của tỉnh để như vậy là hỗ trợ cho các gia đình có khó khăn, gia đình chính sách, thể hiện cái đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Đến nay, hàng nghìn suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của các địa phương và các tổ chức cá nhân đã được trao tặng cho các gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Để chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội ở trên địa bàn Điện Biên Đông, thì vừa qua thì Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã có chỉ đạo cho các cơ quan, rồi là cấp ủy cấp xã tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, đã giao cho các đồng chí ở các phòng ban tham mưu danh sách, rồi các đối tượng cần phải thăm hỏi động viên trong dịp năm mới, rồi là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo huyện để đi thăm chúc Tết động viên đồng bào trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Đảng nhà nước thì rất quan tâm, bởi vì gia đình chính sách của mình thì là người có công cách mạng mà, thì lúc nào cũng về người ta phát trợ cấp hàng tháng, và đồng thời là đến dịp Tết vào 27 tháng 7 thì hoàn toàn là cán bộ xã mới về động viên này, vì là những tình hình về vấn đề là khó khăn những gì này thì là rất là quan tâm nhau. Đấy, mình bây giờ là cho nên là về đối với huyện thì cũng luôn luôn cũng về đấy, thì Hàm Đan thì hai năm thì mình đi nghỉ am dưỡng một lần ở bên Điện Biên, thì là cũng là rất quan tâm, thì còn là phấn khởi. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, việc quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trong dịp Tết đã góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân văn mỗi khi Tết đến xuân về. Đây cũng là động lực để mỗi hộ gia đình phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đón Tết vui xuân, đầm ấm, đủ đầy hơn. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay góp sức của các cấp các ngành đoàn thể, nhiều hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được đón Tết vui xuân trong những căn nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình.
Căn nhà của ông Quảng Văn Trựa ở bản Vang, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ là một trong 10 ngôi nhà tình nghĩa được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV triển khai xây dựng trong năm 2020. Gia đình ông Trựa thuộc hộ nghèo, bản thân ông và con gái đều sức khỏe yếu, không thể lao động, kinh tế phụ thuộc vào người con trai cả đi làm ăn xa. Kinh tế eo hẹp, vì thế mà căn nhà gia đình ở đã quá xuống cấp, rột nát nhưng vẫn chưa có điều kiện để tu sửa lại. Nhờ sự kết nối giúp đỡ của chính quyền địa phương và các đơn vị hảo tâm, sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, ngôi nhà sàn kiên cố khang trang của gia đình ông Trựa đã hoàn thành với tổng kinh phí 70 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng được hỗ trợ từ ngân hàng BIDV. Nhà cũ thì ở đây thì từ hồi còn nhỏ cơ, chưa lấy vợ xong mình ở đây rồi. Nhà cũ thì nó, nhà tạm vợ nó rột nát là hết rồi, sắp đổ rồi, nó mọt, muối mọt hết. Và cảm ơn cán bộ trong bên ngân hàng giỏ nước giúp đỡ, cũng hỗ trợ thì gia đình tôi cũng có điều kiện mà xây nhà mới, làm nhà này và giúp đỡ thế này là cũng may mắn rồi. Cảm ơn nhà nước và chính phủ đã em xóa nhà rột nát xong là làm nhà mới. Điện Biên là một trong 8 tỉnh miền núi khó khăn được Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị 500 triệu đồng tại các huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng ý nghĩa được thực hiện bằng sự đóng góp của cán bộ công nhân viên chức đơn vị với mong muốn chung tay giúp đỡ các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, đem đến niềm vui ấm áp khi Tết đến xuân về. Thì BIDV từ cấp ủy đảng, chính quyền và công đoàn luôn quan tâm đặc biệt đối với việc an sinh xã hội và cộng đồng xã hội. Đặc biệt là năm 2020 thì chúng tôi làm một kế hoạch cho 8 tỉnh miền núi phía Bắc là 80 căn nhà tình nghĩa, mỗi tỉnh là 10 căn. Cụ thể hôm nay là đối với Điện Biên, thành phố Điện Biên là có 10 căn với mục đích là không để người nghèo lại phía sau và đặc biệt là chuẩn bị đón Tết Tân Sửu thì cũng làm cho đồng bào có căn nhà ổn định hơn để đón Tết vui vẻ hơn và cũng từng bước tháo gỡ khó khăn cho địa phương cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Những năm qua với tinh thần tương thân tương ái, từ nguồn quỹ nhân đạo do các tập thể cá nhân ủng hộ, những căn nhà tình nghĩa dành cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Những căn nhà mới không chỉ góp phần giúp người dân có nơi ăn chốn ở ổn định, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cả cộng đồng xã hội dành cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Với mấy các hộ dân, đặc biệt là cũng là xã, thì cũng rất có ý nghĩa, rất là quan trọng đối với xã. Tại vì xóa được đói giảm được nghèo là báo cáo là các đồng chí thì bên phía xã thì cũng rất mong là được sự quan tâm tạo điều kiện của đảng nhà nước. Bật nhất là rất mong giờ bà con dân rất mắt là có nhà ở và đấy là những cái nôi ấm nhất là để cho bà con là có nhà ở trước, xong rồi dân mới phát triển được kinh tế xã hội trong địa bàn của toàn xã. Một mùa xuân mới đang về, trong không khí hân hoan đón chào năm mới, trên những ngôi nhà tình nghĩa luôn rộn rã tiếng nói tiếng cười. Những ngôi nhà được trao trong dịp Tết đến, góp phần mang mùa xuân tươi vui và trọn vẹn hơn đến với các hộ gia đình. Với sự yêu thương chăm lo của các cơ quan đơn vị nhà hảo tâm sẽ trở thành nguồn cổ vũ động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh kém may mắn, vượt qua những khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Khi những cành đào hé nụ, nắng trải vàng trên những nương đồi, báo hiệu mùa xuân đang về, nhà nhà người người náo nức chuẩn bị đón xuân mới. Với những hộ nghèo khó khăn về nhà ở của tỉnh Điện Biên vừa được hỗ trợ xây dựng nhà, niềm vui ấy được nhân đôi bởi họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới, những ngôi nhà mang tên Đại Đoàn Kết. Có tiền sử mắc bệnh tâm thần, thu nhập chính chỉ dựa vào 1.500 m² ruộng, nên gia đình ông Lường Văn Lún, bản Sa Mấn, xã Sa Mấn, huyện Điện Biên rất vất vả để nuôi các con ăn học và trang trải tiền thuốc cho ông hàng tháng. Đủ ăn đã khó, việc có tiền để làm nhà mới còn khó khăn hơn. Vì vậy, gia đình ông nhiều năm nay vẫn sống trong ngôi nhà rột nát. Tết Nguyên đán này, niềm vui đã đến với gia đình ông Lún khi được Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 20 triệu đồng và sự giúp đỡ ngày công lao động của đoàn viên thanh niên trong xã, bà con trong bản, anh em họ hàng. Ngôi nhà cấp 4 rộng gần 70 m² đã kịp khánh thành để đón xuân mới.
Tới thì bước vào năm mới thì gia đình tôi thì cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm giúp đỡ vốn để xây nhà, thì gia đình tôi cũng phấn khởi vui vẻ đón Tết. Tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn cô chú, cảm ơn các bác giúp đỡ gia đình tôi mới xây được ngôi nhà khang trang đẹp lẽ như thế này. Tôi rất trong ngôi nhà đại đoàn kết mới xây, anh Lò Văn Ó, bản Na Pục, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông cũng không giấu nổi niềm vui khi ước mơ về một ngôi nhà khang trang kiên cố đã thành hiện thực. Những năm qua, gia đình anh Ó là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Na Pục. Cả gia đình 5 thành viên phải sống trong ngôi nhà tạm rột nát. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng, gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, khang trang. Chứ lúc trước thì gia đình cũng khó khăn, cũng được năm ngoái thì cũng nhà rột nát, nhưng mà năm nay được chính quyền nhà nước để hỗ trợ một căn nhà mới thế này khang trang, cũng được tạm ổn rồi. Bây giờ gia đình cũng rất là vui mừng để đón năm mới xuân về. Đó chỉ là hai trong số gần 2.200 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm 2020, với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ vận động của Bộ Công an, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quỹ vì người nghèo. Trong quá trình thực hiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân sở tại trong việc giúp ngày công lao động, san nền nhà, vận chuyển nguyên vật liệu và tham gia dựng nhà cho các hộ nghèo. Quá trình là hỗ trợ các đoàn kết của các thôn bản, thì ban các thường trực Mặt trận Tổ quốc xã cũng thành lập ban chỉ đạo để đến thôn bản để rà soát đúng đối tượng và đúng người, đúng đối tượng để làm nhà đoàn kết. Trong quá trình rà soát thì cũng qua bản cũng vào cuộc để tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc xã. Cũng trong năm 2020 thì cũng hỗ trợ 6 nhà thì cũng được hoàn thành trong cuối năm. Cũng cho bà con nhân dân có nhà để vui đón xuân năm 2021. Chứng kiến niềm vui có nhà mới của người dân càng khẳng định việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho các hộ nghèo không chỉ mang đến cho họ niềm vui về nơi ở ổn định khi Tết đến xuân về, mà còn tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, Nậm Pồ là huyện miền núi biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong khi đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia vào thời điểm trước, trong và sau Tết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chính quyền huyện hết sức quan tâm. Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã tăng cường phối hợp với chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn đơn vị phụ trách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào trong công tác trao đổi thông tin, xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị nhân dân khu vực hai bên biên giới. Đến thời điểm này, đồn biên phòng Nậm Nhừ chúng tôi đã lên kế hoạch và phối hợp với các lực lượng trong thực hiện nghị định 03 của chính phủ, lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân xã là chúng tôi phân công ở các cái điểm bản để bảo vệ cho bà con vui xuân đón Tết được an toàn và tiết kiệm. Và với chúng tôi là những người lính biên phòng thì đảm bảo trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới và phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn để bảo vệ an toàn và mang một cái xuân ấm đến cho bà con dân bản. Thì đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và để nắm bắt tình hình địa bàn, đồng thời là cử lực lượng chốt chặn trên các cái tuyến biên giới. Đơn vị có 3 chốt cố định và 2 chốt lưu động để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động về xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là về các hoạt động về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, và đặc biệt là đấu tranh với phòng chống các loại tội phạm, và nhất là đặc biệt là cái tội phạm về ma túy. Nậm Pồ hiện có 8 trên 15 xã có đường biên giới giáp với nước bạn Lào với gần 128 km đường biên. Do mới thành lập nên kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn.
số hộ dân thuộc diện nghèo còn ở mức cao. Tình hình an ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng xấu trên địa bàn lợi dụng trình độ còn hạn chế của người dân để tuyên truyền, lôi kéo lừa gạt quần chúng nhân dân di cư, xuất cảnh trái phép. Những khó khăn trên đã được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ nhận thức rõ và đã triển khai quán triệt, chỉ đạo các ngành chức năng gồm công an, ban chỉ huy quân sự huyện, bộ đội các đồn biên phòng, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về kinh tế, hình sự, ma túy, môi trường, không để các vụ việc phức tạp kéo dài, làm ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, quần chúng nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đối với huyện Nậm Pồ thì có 5 đồn biên phòng phụ trách ở 8 xã với đường số km đường biên là gần 128 km đường biên. Thì huyện cũng đã có kế hoạch chỉ đạo đối với từng lực lượng đảm bảo đối với an ninh trật tự và biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt là đối với lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, phối hợp cùng với các lực lượng biên phòng, quân sự, dân quân tự vệ và các xã đều lên kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự đối với lại trước, trong và sau dịp Tết. Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nên hiện nay trên các tuyến biên giới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nậm Pồ được đảm bảo. Vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chung tay bảo vệ đường biên mốc giới dần được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới. Và đến đây, chương trình Thời sự tối ngày mùng 2 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Thay mặt những người thực hiện chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên, xin được gửi tới quý vị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.